Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất và không làm mất thời gian của quý vị nữa. Hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Hà Tĩnh ca nhiễm F1 trốn khai báo là 19 người nhiễm SARS-CoV-2. Ngày 30 tháng 6 năm 2021, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thông tin phát hiện người có kháng thể với COVID-19 tại tỉnh. Đang chú ý trong quá trình điều tra người này có lịch trình di chuyển với 3 người bạn đến nổ dịch biển Xuân Hải vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 nhưng người này đã trốn khai báo vào ngày 13 tháng 6 năm 2021 khi thấy biểu hiện sốt không đi kiểm tra mà tự điều trị. Kết quả điều tra cho thấy người này có kháng thể nhưng khi bị nhiễm đã tiếp xúc gần với nhiều người. Lãnh đạo tỉnh cũng thông tin thêm ngày 28 tháng 6 năm 2021 phát hiện một cụ bà nhiễm COVID-19 tại huyện Thạch Hà. Ngay sau đó đã xác định được 19 người nhiễm liên quan đến cụ vào ngày 29 tháng 6 năm 2021. Đây là một dịch bắt nguồn từ bãi tắm nước ngọt Xuân Hải. Theo thống kê, từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 110 trường hợp mắc nCoV và sau khi giải phẫu một số ca phát hiện được đây là biến chủng Delta. Ngành y tế của tỉnh cho biết do F1 không khai báo nên đã gây khó khăn trong quá trình điều tra.